dân, ta là thần nông của thời đại mới, thời 4.0. Ta là thần nông, ta chỉ hành mang kiến thức tới nông dân. Ta là thần nông của thời đại mới, thời 4.0 anh nhé. Mỏi chân muốn chết luôn vậy. Nghe lãnh bằng khen cái a phầm phù chạy. Thôi tôi nghỉ xíu đây. Đã nói xe cộ mà xe đã rồi bây giờ tới cộ kìa, thôi bình thường. Mà đâu phải mình anh tôi dẫn đâu kìa, có bạn dẫn luôn kìa. Ê, nói gì vậy? Bậy à. Tại tôi thấy ông chạy xe chứ sao gì ông cũng hết xăng. Thì tôi cũng làm biến đổ để chi dẫn chung cho vui. Trời ơi, không biết làm tốt người ta còn phải đặt nói người ta này nọ nữa. Thôi vô nghỉ xíu đi. Thôi chú thích ngồi trên xe à, của đâu người đó. Trời đất ơi, thôi bây giờ gì đi. Thôi giờ bộ ba mình chia ra đi. Chia bằng khen ra mỗi người bằng khen mạnh anh nó về đi. Dạ dạ dạ. Được không? Đúng rồi, đúng rồi. Cô chính là bộ gì mình nên nha. Gì kỳ vậy, giờ ông chở tôi sao? Đi đã rồi, giờ ông bỏ tôi giữa đường vậy hả? Ủa bây giờ xe hết xăng rồi, cô muốn lên cổ tôi vừa dẫn cổng cô vừa dẫn xe hay sao vậy? Tôi chèo lên cổ ông mà ông không gãy cổ tôi chèo liền á. Chứ giờ nghe tôi chi. Lại lấy bằng khen coi. Chia ra đi. Cái nào xuất sắc nhất của tôi nha. Ê bậy. Chứ gì? Vẫn chơi hoài. Chứ gì? Cái của tôi là xuất sắc nhất. Đây của tôi đây. Ủa giờ tôi thấy ba cái nào xuất sắc giống nhau mà. Thôi kệ nó đi. Chúng tôi trẻ nhất cho chúng tôi xuất sắc nhất đi. Thôi đâu dành với ổng. Trời não quá. Cái này tôi về tôi treo lên để tìm kiếm cái chỗ nào mà treo mà coi như là ngay tầm mặt của ai mà người ta vô người ta thấy liền á. Để tôi khoe. Tôi không cần cái chuyện đó. Tôi nhờ coi TV mà gặp bộ ba thằng nông, bây giờ tôi được cái bằng khen dày lúa tôi trúng quá cái này, giờ tôi muốn á. Muốn gì? Cho ba người đó coi trước. Bây giờ ước về bộ ba nó xuất hiện cái bẹp. Tôi khoe liền luôn đó. Trời ơi, xuất hiện gì mà xuất hiện một cái bẹp. Tôi nói ông nghe nè, góp ý nhỏ nha. Gì? Dù gì mình cũng có kiến thức, nghe không? Nói chuyện văn chương chút xíu, nghe nó đẹp đẹp chút xíu. Xuất hiện gì xuất hiện cái bẹp. Phải nói là xuất hiện một cái ếch. Trời ơi, xuất hiện gì giống mít rụng quá vậy. Hai người bớt xàm đế đi. Nhìn kỹ đi, tôi là người dẫn đầu, tôi là nông dân xuất sắc, tôi là number one. Nhìn chú kỹ đi. Bằng nhau mà. Không bằng nhau đâu. Nha, khác nhau hoàn toàn. Nha, của tôi cái mặt gương nó láng hơn nhiều. Nha. Nghĩ sao vậy? Không, rất láng nha. Bây giờ, người mà tôi muốn khoe là ba má tôi. Đầu tiên, người thứ hai mà tôi muốn khoe đó là gì? Đó là bộ ba thần nông. Đúng nhờ rồi. Có bộ ba thần nông mới có bộ ba nông dân xuất sắc như vậy. Ước gì bộ ba thần nông xuất hiện một cái đợp ở đây một cái. Trời ơi! Câu đùa ước thấy. Có gì ngạc nhiên, trời ơi, ước rồi tôi tới đây thì mà không mừng mà còn sợ sệt. Mà sao mà đi nguyên bộ vậy? Trời ơi! Có gì cũng bình tĩnh, từ từ, chậm chậm thôi. Làm gì mà ước lẹ quá, cái bộ ba, ước gì bộ ba thằng nông rớt một cái bịch như trên mít tới đây. Ước gì đau vậy? Con ước một cái ịch. Chứ đâu có một cái bạch đâu. Mà mốt ước nhẹ được rồi. Ước gì bộ ba thần nông có mặt ở đây chia sẻ niềm vui với bộ ba làm đông. Cái vụ gì đó mừng quá. Nhưng mà tụi con thấy lạ, ước ba người sao có vương bộ bàn ghế ra đây luôn vậy? Thì đó đang ngồi họp với bà con ngay cái chỗ cái nhà của ông Sáu á. Dạ. Đó là nguyên một gia đình ngồi họ bổ sung là cái mùa tới. Dạ. Đó rồi bắt đầu là kêu ước lẹ quá rồi bê cái giường của ông luôn. Dạ. Ngồi đang ngồi trên giường rồi bay thì cái giường mới bay theo. Trời. Chúc có ai rảnh khiêng giường trả giùm. Dạ đúng rồi, chứ không hiểu lầm chết á. Chúc mừng bà con lãnh được những bàn khen cũng như là cái đó thì danh dự lắm đó nghe. Dạ. Rồi mình vỗ tay chúc mừng bà con tới đây ra. Dạ, bữa nay sẵn đây cuộc vui này thằng nông cũng giới thiệu một người mới. Dạ. Ủa đây là chú Bà Cùng. Chú Bà Cùng? Nhưng mà chú Bà Cùng này lạ quá vậy. Tôi biết bà con ngạc nhiên, nhưng để tôi trình bày cho bà con biết như thế này. Chú Bà Cùng này không phải là chú Bà Cùng Hòa Hiệp. Chú Bà Cùng Hòa Hiệp đã đi công tác rồi. Còn đây là chú Bà Cùng Bá Thắng. Dạ. Đó, lực lượng Ba Cùng rất là nhiệt huyết. Trên mọi miền đất nước ở đâu cũng có Ba Cùng. Dạ. Cho nên Ba Cùng kia đi công tác có Ba Cùng này nhào lắp chỗ Ba Cùng Hòa Hiệp. Ba Thắng hiện nay đi sát cánh với lại trợ lý và thần nông. Dạ. Có những cái gì mà bà con cần á sẽ hỗ trợ cho bà con. Dạ. Đó, dạ. Và cái mùa vừa rồi bà con thành công là cái gì? Đó, tại sao bà con thành công? Bà con phải báo cáo cho thần nông với lại chú Ba Cùng Ba Thắng biết để sau này mình còn gặp nhau nhiều nữa chứ. Dạ. Báo cáo với lại thần nông. Thôi tôi nè, cái mặt tôi đỏ hơn. Tôi. Nào cũng vậy thôi. Bây giờ làm sao? Đừng có cãi. Đây mình cũng là bà con xóm giềng.
ai cũng có bằng khen hết rồi. Dạ. Thì ai nói trước cũng được. Dạ. Bây giờ chú chú ha, dạ, chuẩn bị ha, rồi dạ, chú bước ra, nếu chú muốn nói trước thì chú bước ra. Ê, chị lên đây. À con nói trước hả? Dạ. Là nói á là con á phát hiện ra. Vui vui. Dạ. Mình cũng còn trẻ để cho mấy người lớn người ta nói. Tôi lớn, thằng nó nói vậy là tôi lớn rồi. Tôi quay quay quánh tụi đi, quánh tụi đi. Tôi sống còn bao nhiêu đó tôi nói trước. Rồi, tôi sống ít lắm cho nên mấy người còn sống lâu để tôi nói trước. Rồi. Dạ, con thưa thằng nông trợ lý với lại chú bà cùng. Rồi. Là nhờ con xài cái Cinemax đó. Mà cây lúa nó không ngã. Cây lúa nó lại cứng. Không có sâu bệnh mà thu hoạch đã gấp bội trong khi chi phí rất thấp. Dạ, con được cái bằng khen rất tốt đó. Dạ, đó là nhờ ai? Dạ nhờ bộ ba thằng nông. Chính dạ, xác rồi, người kế tiếp. Dạ dạ thưa thằng nông, con á là con phát hiện nhện vé sớm rồi phòng trị đúng kỹ thuật dùng kina lúa cho nên á là lúa không có bị nám bẹ cạo gió, trong khi á mấy cái ruộng khác người ta dùng thuốc khác cho nên là không có sạch nhện vé. Ta nói lúa hạt lép không hả? Ai 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 mà chỉ cái vấn đề đó vậy? Dạ, và nhờ bộ ba thần nông. Đó, cuộc vui nào cũng hết thôi. Cho chưa hết. Ủa còn nữa hả? Phải cho người quên. Nói đi, quên. Nói đi. Bây giờ quên thành tích. Hãy kể thành tích. Vì sao được bằng khen này? Tên nông dân xuất sắc nhất mà. Tôi hiểu, tôi hiểu. Chú dạ, phải cho ba dạ bẩm thần nông, con phun thuốc Totan đúng thời điểm lúa cho bông lẹt xẹt. Và sau năm ngày con phun lại và con quản lý bệnh lép vàng khá tốt nên mùa này lúa con chỗ oằn bông luôn. Không bao giờ bắn máy bay. Trời ơi. Và con may mắn hơn một số nông dân khác là nhà con có tivi. Tại sao mà may mắn người nào cũng có tivi thì không, cái tivi nhà con nó rõ ràng lắm. Nên con được cái là con mở coi thần nông vi hành cũng khá là nhiều. Thì nhờ coi thần nông vi hành á là con bắt đầu con mới làm theo đúng cái phương pháp gọi là phun thuốc Totan trong chương trình thần nông vi hành dạy cho con, mà anh Ba Cùng là cái người mà dạy cho con nhiều nhất. Ba Cùng Hòa Hiệp nó đã dạy nhiều cái kiến thức mới. Đúng không? Bởi vậy lúa nhà con mới có năng suất cao. Và hiện nay tiếp theo trong lúc này có Ba Cùng Ba Thắng thì bà con cần gì Ba Thắng sẽ hỗ trợ. Nhưng trước khi gặp buổi ban đầu thì Ba Thắng có một món quà lưu niệm đến bà con vui nữa, là cái này vui hơn. Dạ. Ê, nãy giờ là bà con đang nói về ba sản phẩm này đúng không? Trời ơi, cái này không? Đúng là thằng ba sản phẩm tôi con vừa nhắc của công ty Đà Trời nè. Wow. Nhận hàng. Vô nhận hàng. Đó. Dạ, thằng anh. Kinalut của con. Dạ cảm ơn chú ba. Con Cinemax của con. Hay quá. Thằng nông ơi, bởi vì bây giờ á bà con nông dân của mình đã đổi mới tư duy rồi, biết áp dụng khoa học công nghệ hiện đại cho nên hiệu quả lắm đó nha. Đúng không? Dạ. Thì bây giờ trợ lý có cái gì nói với bà con không? Có muốn cần trao đổi bà con gì nữa không? Dạ. Thời đại 4.0 rồi ha, bà con mình nhớ là phải thu thập thêm kiến thức bằng cách là mình theo dõi những trang web về nông nghiệp ha, rồi mình lên YouTube mình xem. Nhưng mà nhớ là phải chắt lọc những kiến thức thật là hữu ích nha. Dạ, với tụi con tham gia chương trình cùng nông dân ra đồng đó thần nông. Đúng. Cho nên là tụi con phải quyết tâm là làm mùa nào thắng mùa đó. Đúng. Đúng không Tư? Đúng, 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 chính xác. Làm mùa nào thắng mùa đó. Đó, bà con phải hỗ trợ với nhau. Dạ. Đúng không? Dạ. Đó, nãy giờ là trợ lý nói thì bà con cũng nắm rồi. Dạ. Trợ lý còn những cái gì mà tốt thì mình hỗ trợ bà con luôn đi. Dạ, bây giờ để em sẽ tổng kết lại như thế này. Dạ. Bà con ơi, vào đầu vụ hè thu nắng nóng, giai đoạn sau mưa nhiều, bà con mình lưu ý nha. Một, muốn lúa cứng cáp tránh đổ ngã, ít sâu bệnh, nhẹ chi phí thì dùng Cinemax. Hai, trị nhện vé sớm bằng thuốc đặc trị Kinalus để lúa không bị nám bẹ, cạo gió. Ba, dùng Totan đúng thời điểm lúa trổ lẹt xẹt, 5 ngày sau phun lại để quản lý tốt bệnh lép vàng, giúp lúa nặng triệu bông. Hay quá. Dạ, cảm ơn bà con đã theo dõi chương trình. Và bây giờ thời gian đã hết. Hẹn bà con số sau gặp lại thần nông di hành. Tạm biệt. Nỗi kinh hoàng của vi khuẩn tấn cao tông. Đã có Totan 200VHB thuốc trừ vi khuẩn cực nhân, sát khuẩn cực mạnh. Totan 200VHB đặc trị bệnh cháy bì lá và lép vàng vi khuẩn trên lúa. Sản phẩm do tập đoàn Lộc Trời phân phối. Tập đoàn Lộc Trời thực hiện chương trình này.